Hoàng Khải xin kính chào các bác cùng toàn thể anh chị em bạn bè trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng các bác đã đến với kênh của Thảo Dược Hoàng Gia, kênh luôn luôn chia sẻ những công dụng của những vị thuốc nam quanh ta và những bài thuốc bí truyền của dân tộc. Hôm nay, Hoàng Khải đang đi lấy cái lá khôi nhung về làm thuốc đau dạ dày. Nhân dịp đây thì Hoàng Khải sẽ chia sẻ với các bác những cái công dụng rất là tuyệt vời của cái lá khôi này và một cái bài thuốc chữa đau dạ dày. Các bác đang xem video của Hoàng Khải thì nhớ ấn vào nút đăng ký và hình quả chuông bên cạnh để khi Hoàng Khải chia sẻ những video mới các bác tiện theo dõi. Xin chân thành cảm ơn các bác cùng toàn thể anh chị em. Xin giới thiệu với các bác, đây là cây lá khôi nhung. Đặc điểm của nó là mặt dưới là tím hơi đỏ, mặt trên là tím hơi xanh và có gân lá. Hai mặt đều có những cái lớp lông rất là mịn và nhìn nó giống như một miếng vải nhung, cho nên người ta gọi là lá khôi nhung hay còn gọi là khôi tía. Theo tài liệu của Đông y, lá khôi nhung có vị chát, tính bình, đi vào kinh can và kinh vị, có tác dụng giảm đau, kháng viêm và làm lành vết loét, làm giảm dịch vị dạ dày và làm giảm nhu động là đường ruột, giảm co thắt. Vì vậy mà có thể chữa được cả đau dạ dày lẫn đại tràng, đặc biệt là đại tràng co thắt và thừa dịch vị dạ dày, pH cao thì đều sử dụng lá khôi này rất là hiệu quả. Đấy. Sau đây Hoàng Khải sẽ chia sẻ với các bác cùng toàn thể anh chị một cái bài thuốc chữa đau dạ dày. Đây là bài thuốc có trong danh mục được Bộ Y tế đưa vào là giáo dục trong chương trình giáo dục y học cổ truyền của tất cả các trường từ trung cấp cho đến học viện y học cổ truyền. Bài thuốc gồm các vị như sau. Lưu ý các bác là đây là Hoàng Khải chia sẻ bằng thảo dược khô, để như vậy là nó chuẩn về trọng lượng các bác nhé. Lá khôi nhung khô 20g, lá khổ sâm khô 20g, lá bồ công anh tức là cây díp rừng này các bác ạ, khô 20g, chút chít tức là nam mộc hương 15g, cam thảo chích tức là cam sảo thảo bắc ấy, sao vàng hạ thổ 10g. Cả các vị trên cho vào nồi, đổ 1 lít nước sắc còn 500ml, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 100ml trước bữa cơm 15 đến 20 phút là hiệu quả nhất. Buổi chiều thuốc còn lại các bác nhớ hâm sôi kỹ để uống cho ngày hôm sau, và buổi chiều có thể đổ thêm 500ml nước sắc lần thứ hai để uống cho buổi chiều, 2 ngày 1 thang. Uống với liệu trình 1 tháng liên tục thì bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày, axit dịch vị cao sẽ giảm. Còn nếu đã thì các bác phải uống tới 3 đến 4 tháng các bác nha. Phải uống dài như vậy, bởi vì bệnh dạ dày là một bệnh cũng rất khó điều trị các bác ạ. Càng điều trị sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, tránh hiện tượng viêm loét lâu ngày chuyển thành ung thư. Rất khó chữa và dẫn đến là nguy hiểm đến tính mạng các bác nha. Lưu ý và một số cách gia giảm như sau. Nếu các bác bị dịch vị dạ dày cao, đấy, có thể sử dụng thêm mai mực. Nếu các bác ở miền biển thì có thể sử dụng mai mực. Mai mực các bác thái nhỏ hoặc để cả cái như vậy, ngâm nước lã hoặc ngâm nước mưa càng tốt. Cứ 1 ngày 1 đêm thay nước 1 lần, ngâm 7 ngày 7 đêm thay nước như vậy và đưa vào là nướng trong than cho nó cháy toàn tính và tán bột. Mỗi 1 lần như vậy là 1/2 muỗng cà phê hòa vào thuốc và uống. Nếu ở vùng cao các bác có thể sử dụng cây rau mương với liều tương tự, phơi khô và cho 20g vào trong ấm thuốc sắc cùng. Nếu các bác tiêu hóa kém thì có thể cho thêm là vỏ cây vối
hoặc lá vối với liều lượng 5g và củ nghệ bằng đầu ngón tay cái thái lát cho vào để kích thích tiêu hóa và giảm đau. Nếu các bác bị mất ngủ thì có thể cho thêm lá cây ngủ ngày, ngọn có cây ngủ ngày, tía, sao vàng hạ thổ 10g. Nếu các bác bị đau bên mạng sườn, giống như đau thần kinh liên sườn, thì theo đông y đó là can khí phạm vị, thì các bác cho thêm nhân trần và củ cây của ngũ đã tẩm giấm sao vàng hạ thổ mỗi thứ 10g nữa. Đấy. Nếu các bác bị béo phì phập phệu mà bị đau dạ dày thì có thể cho nhân trần và hoàng bá đấy vào để như vậy là cho nó tăng cái tính trừ thấp giảm đau. Đấy. Bài thuốc trên các bác có thể rang vàng toàn bộ và nghiền thành bột, mỗi lần uống 2 thìa cà phê hòa với 100ml nước sôi, cộng với như vậy là 3g là bột tam thất, có thể cho thêm mật ong vào càng tốt. Mỗi ngày uống 3 lần trước bữa cơm, giống như uống thuốc sắc các bác nhé. Trên đây là bài thuốc chữa đau dạ dày và một số lưu ý cách gia giảm cho từng thể bệnh Hoàng Khải vừa mới chia sẻ với các bác cùng toàn thể anh chị em. Nếu các bác xem video của Hoàng Khải mà thấy hay, có thể chia sẻ lên trang cá nhân của mình cho anh em, bạn bè của mình được biết và nhiều người biết tới bài thuốc này. Đỡ tốn tiền mua thuốc mà lại rất hiệu quả các bác ạ. Xin chân thành cảm ơn các bác cùng toàn thể anh chị em đã xem video của Hoàng Khải. Và đừng quên cho Hoàng Khải một like nếu các bác thấy hay. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác cùng toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo.